rồi bắt đầu tiếp tục một cuộc sống mới. Đó, cái đó là cái lòng chân thành của mình, cũng như là sự đền đáp đối với những người mà thương yêu mình. Thưa Chúa ha, cố cố gắng vượt qua nỗi đau, cố gắng kìm nén lại hết sự việc như vậy. Con biết là Chúa là người trong cuộc, là Chúa rất là đau lòng, tại vì đây là mất mát quá lớn. Nhìn đôi khi thì tụi con thấy cười, nhưng mà trong lòng của Chúa thì đang rất là buồn. Nhưng mà thôi, chú đừng có khóc, chú nhìn con đi, đừng có khóc. Vượt qua, cố gắng vượt qua mọi thứ. Chú biết không, mỗi lần mà chú khóc á, thì bà con cô bác á, ai cũng đều khóc theo chú hết. Tụi con cũng không biết nói như nào nữa. Tụi con chỉ biết là gửi lời, những lời động viên, cũng như thay mặt những nhà hảo tâm gửi lời động viên chú thôi. Còn chú đây là người trong cuộc, trong hoàn cảnh, thì nỗi lòng của chú thì con biết là không thể nào vui vai được. Nhưng mà thời gian nó cũng sẽ cho mình cái câu trả lời chú à. Thì chú năm nay cũng mới ngoài 50 thôi. Cuộc sống chú còn rất là dài. Cuộc sống chú còn rất là dài. Chú còn bao nhiêu hoài bão phía trước nữa. Chứ không phải đến lúc này là mình bỏ cuộc. Thì chú biết rồi, hiện tại bây giờ thời đại 4.0 rồi đúng không? Thì 60 người ta còn hoài bão mà, huống chi mình 50, đúng không chú? Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì em đang ở chùa Thanh Vân, số 15, đường 10, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Thì theo em được biết thì hôm nay là 21 ngày của 6 người mà thiệt mạng trong cái vụ cháy nhà ở Thủ Đức đó cả nhà. Thì hôm nay thì hiện tại anh Tâm đang ở trong đây cũng như là cúng 21 ngày của gia đình. Thì em đến đây để hỏi thăm cũng như là trao một số tiền của Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho anh Tâm trong cái thời gian qua. Thì em cũng xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã luôn theo dõi cũng như là quan tâm và ủng hộ cho anh Tâm trong cái thời gian khó khăn này cả nhà. Dạ, thì bây giờ thì em mời cả nhà cùng em vào hỏi thăm anh Tâm cũng như là trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến anh Tâm cả nhà. Vâng, chào chú nha. Chào anh Tâm nha. Vậy là hôm nay là mình cúng thất cho người thân của anh đây đúng không anh? Vậy là sau khi mà cho cốt được hỏa táng xong và cho cốt thì được đưa về chùa Thanh Vân ở tại đây để thờ cúng ở đây trong những ngày qua đúng không anh? Cũng là thì cũng gửi trong chùa nhưng mà bây giờ chưa tiếp. Thì mới có thất này thất thứ ba. Đúng rồi, thất này mới thất thứ ba, mới được 3 tuần đó. Hôm nay 21 ngày. 21 ngày. Dạ. Là bữa nay đúng 21 ngày. Dạ. Hôm nay đặc biệt anh Trung hả? Hôm nay là ngày 21 ngày. Cũng là ngày khởi công xây nhà luôn. Khởi công xây nhà. Dạ. Để nhà cũng bữa nay. Dạ, bữa nay luôn. Làm nhà luôn. Dạ. Thì anh em tụi em cũng vừa dưới chỗ nhà anh vừa giờ thấy một người nói thì anh đang cúng thất cho người nhà ở trên chùa. Thì em có hỏi địa chỉ và lên trên này đi ạ. Những ngày vừa qua thì anh Tâm đang ở đâu anh Tâm? Thì cũng mấy bữa từ bệnh viện về á, thì ở chung gia đình bên vợ á. Nhà ba mẹ ba. Ba bên vợ á. Dạ. Viện xong rồi về. Thì thấy vậy thì thôi. Lên thuê nhà. À vậy hiện giờ là anh Tâm đang thuê nhà để ở. Anh thuê nhà chỗ nào? Thì cũng sát bên rồi. Cũng gần đó, gần nhà, gần nhà của anh Tâm luôn. Anh Tâm ở được mấy ngày rồi? Mấy ngày ở trọ rồi? Đó chắc khoảng 10 bữa. 10 bữa. Đợi ba tháng rồi. Ở trong bệnh viện một tuần. Dạ. Một tuần rồi cái gia viện ở nhà bên kia thì mấy bữa. Dạ. Anh Tâm qua đó khoảng 10 ngày rồi. Đều còn ở tới giờ.
Rồi ăn uống ở nhà rồi sao anh Tâm? Ăn uống thì có sao mà ở đó phải kêu ăn hoài mà ăn không được, ăn được chừng nửa chén rồi. Ăn một cái nửa chén thôi hả? Vậy là anh ở trọ gần chỗ căn nhà cháy của anh ấy. Đúng. Thì ăn uống thì là mỡ năm, mỡ nấu cơm mà anh ăn đó. Lúc mà ở bệnh viện về á thì ở nhà bên vợ thì kêu ăn uống. Từ hôm ra viện giờ thấy anh Tâm là có vẻ ốm đi nhiều á, là suy tí đi nhiều đó. Ngủ nghe chắc cũng anh Tâm là ngủ ít đúng không anh Tâm? Ngủ không được nhiều luôn. Ngủ không nhiều. Ăn thì ít, ngủ cũng ít. Giờ một ngày ngủ có 3 tiếng, 4 tiếng hết. Cái đau đầu của anh Tâm là bớt nhanh không? Vì đau đầu thì cái đó không biết do cái mình ngủ hay sao vậy đó. Thì lúc bị lúc không ha, lúc phải đau. Đau đầu thì nó lúc khó, lúc bị, lúc không. Dạ. Mình bên cái xây nhà đó là bên phía chính quyền người ta hỗ trợ về kinh phí đúng không? À đúng rồi. À người ta hỗ trợ kinh phí vậy cũng tốt quá, cũng may quá. Vậy đó anh ta lo hết luôn. Nghe hầu tủ lạnh, máy lạnh, xe gì đó là mua hỗ trợ luôn, sẽ hỗ trợ cho cả về tủ lạnh với lại máy lạnh luôn. Vậy thì nghe hầu có chiếc xe nữa, có chiếc xe nữa, chiếc xe Honda nữa. Vậy thì cuộc sống cũng đỡ hơn. Anh có nghe thông báo, người ta thông báo là khoảng bao lâu thì xây dựng xong cái căn nhà ấy? Thì vì hôm vô trong phường á hỏi thì người ta nói vô tổng làm cũng khoảng cả tháng, nhưng mà chắc một tháng là không tới. Đó, trong phường nói như vậy. Dạ, trong vòng khoảng một tháng. Bây giờ là trong vòng một tháng đổ lại. Như vậy từ nhà lên chùa này thì anh đi bằng phương tiện gì? Hả? Từ nhà lên chùa hôm nay anh lên đây bằng cái gì? À cho kế bên thấy đi bộ không có tiện cho mượn chiếc xe. Vậy là hàng xóm cho mình chiếc xe để chạy lên đây. Đúng vậy rồi. Đấy. Từ nhà lên đây cách đây cũng là 2-3 cây đó. Bây giờ chạy đi chừng nào cách nhà cửa xong xuôi có xe trả lại. À, quá tốt. À, cho mình đến lúc đó luôn. Vậy cũng tốt quá, không may có phương tiện đi lại. À, thì hôm nay thì con đến đây là cũng như là hỏi thăm chú Tâm về hình sức khỏe cũng như là trao với số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ mà đợt 2 á. Dạ. Thì số tiền là tổng số tiền là 1.400.000 đồng, thì trong đó là có một Mạnh Thường Quân giấu tên là 1.000.000 đồng và chị Lâm Thị Mỹ Quyền là 100.000, rồi chị Ngân Sư Ba là 300.000. Thì bây giờ con cũng trao cái số tiền đó cho chú Tâm luôn ha, tổng là 1.400.000 đồng. Dạ đây chú cứ kiện. Đủ chưa chú? Rồi. Đủ chưa? À, 1.400.000. Dạ đúng rồi. Dạ chú ngồi đi, chú ngồi đi. Chú ngồi đi. Chú đứng dậy. Dạ. Rồi chú có gửi lời gì cảm ơn đến Mạnh Thường Quân? Cảm ơn. Dạ. Dạ. Đó, thì em cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm là đã luôn ủng hộ cho chú Tâm. Dạ. Thì với sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân cũng như cộng mạng trong những thời gian vừa qua đối với hoàn cảnh của anh Tâm, thì cũng rất là mong anh làm sao mà sớm lấy lại tinh thần cũng như là mua đồ ăn ăn uống cũng như sức khỏe thật nhanh. Như thế anh lúc này là cũng đang có vẻ sút ký lắm đó, ốm hơn sau bữa trước nhiều, nhưng anh ráng nhìn sức khỏe nhanh. Cũng chúc anh là ăn uống và ngủ nghỉ cho điều độ hơn để lại tinh thần nhanh. Dạ hạnh phúc anh. Dạ. Rồi con chào chú Tâm nha, chú Tâm để dình sức khỏe nha, mua gì ăn nhiều nhiều vô chú. Chú giữ gìn sức khỏe nhé. Chú cứ giữ tinh thần lạc quan như vậy là ai cũng đều vui. Dạ. Không phải bà con mà tính con là người đây đến để trực tiếp ghi hình cũng như chia sẻ. Dạ. Đến câu chuyện của chú. Vui. Mà trong lòng con cũng cảm thấy rất là vui. Dạ. Nhưng mà cái ngày đầu mà con gặp chú thì con cũng thấy chú cũng có thịt thà. Đó, bây giờ này toàn là da bột xương thôi mà. Này thì mình cũng có một ít tiền của Mạnh Thường Quân rồi đó. Dạ. Chú cũng ráng mua gì đó ăn uống đậm bổ vô cho có sức khỏe. Có sức khỏe rồi mình mới
có đủ năng lượng mình làm việc cũng như là tiếp tục mình chiến đấu. Thì, qua clip thì em cũng cảm ơn chị gái giấu tên đã ủng hộ cho chú Tâm 1 triệu, rồi chị Lâm Thị Mỹ Quyền, chị Ngân Sự Ba. Đó, em cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm rất là nhiều. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Rồi chào chú nha, Viên ơi nha chú. Dạ chào chú. Dạ chào chú nha.